Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình nhận được một cái lò cúc 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 kinh của Hàn Quốc đó các bạn, của một bạn ở Hàn Quốc gửi cho mình, ở bên Hàn Quốc gửi cho mình. Không, cái Hàn Quốc gửi về đây rồi ta nấu một lần mà còn hư. Lý do tại sao nó hư và nó hư như thế nào, sửa như thế nào thì mình sẽ làm video này để cho các bạn nắm được và sửa được tất cả các loại nồi cơm điện, chứ không phải riêng về nồi cơm điện này nha các bạn ha. Đây là một nồi cơm điện rất là xịn sò, các bạn thấy không? Ở đây là cái số này nè các bạn thấy không? Số này số đồng hồ nó vẫn báo thức, nó vẫn báo. Nhưng mà bây giờ nó mình cắm điện nè. Mình cắm điện nha. Mình cắm điện vô. Thì cái này nó là dùng điện 220V nha các bạn, 60Hz. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Để khi các bạn mà cắm điện vào thì các bạn hãy xem những cái thông số đây nè. Đây các thông số này các bạn thấy không? 220V này ha, 220V, 60Hz rồi. Ok, như vậy thì mình sẽ cắm điện vào nha các bạn ha, xem có nó bị hư cái gì. Rồi các bạn thấy nè, cắm vào thì mình bấm nút là không ăn uống gì nữa hết, không ăn uống gì nữa hết, coi như là mất nguồn. Nhưng mà hiển thị này vẫn còn nha các bạn. Hồi nãy mình vào nó là 3 giờ 50, bây giờ là 3 giờ 56, nghĩa là nó đang hoạt động. Rồi như vậy thì mình nhìn thấy nè, không có nhúng nhích gì hơn trời á, thì phải làm sao đây? Thì bước đầu tiên mà các bạn lơ ngơ, giống như các bạn hỏi thầy mò đó, thầy mò ơi, nồi cơm điện sửa như thế nào, thì mình sẽ làm video này cho các bạn để các bạn trả lời cho các bạn luôn là nồi cơm điện sửa như thế nào. Đầu tiên sửa như thế nào? Đầu tiên là mình thấy màn hình này nè, ví dụ như nó lên mình bấm tít mà nó không nấu không gì hết trơn, thì mình sẽ sửa phần phần cứng, có nghĩa là những cái phần mềm và phần cứng ở trong máy lột ra mới biết được nha. Còn mà nó không bị gì nữa, nó càng phải lột ra nữa. Rồi các bạn hỏi thầy mò ơi, học điện tử bắt đầu từ đâu? Không có học điện tử mà vô mà sửa nồi cơm điện liền được các bạn. Các bạn phải học điện tử cơ bản, có nghĩa là học linh kiện, tăng store, diode là gì, tăng store là gì, điện trở là gì, triac là gì, MOSFET là gì, IGBT là gì, và công dụng của nó như thế nào, và thay thế như thế nào, nó ứng dụng ở đâu nhiều nhất, và nó còn sống hay là đã hư hỏng rồi. Đó là mình học cái đó, là mình học cơ bản rồi mình mới sửa được cái này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ sửa cái này bằng cách là gì? Mình tháo nó ra mới được, tháo ra mới biết. Giờ cắm điện vô rồi nè, các bạn thấy nè, cắm điện vô nè, cắm điện vô rồi nè, mà không bấm nhúng nhích gì hết trơn đó. Cắm điện vô mà bấm không nhúng nhích gì hết, vậy thì nó hư cái gì đó. Thì bây giờ mình tháo ra nha. Ok, giờ tháo ra. Thì tháo ra thì các bạn mới chuẩn bị dít rồi, lật lên ngược lên coi các bạn tháo ra bằng đường nào đây. Thì cái này mình cũng mới tháo lần đầu tiên ha, các bạn cũng giống như là các bạn sẽ tìm tòi nó cách tháo nha. Trong đây nó có cái lỗ nè, chắc chắn là có cái lỗ, là con ốc rồi. Mở nó ra. Rồi đây con ốc đây ha. Rồi chắc chắn là bốn cái lỗ này là bốn ốc rồi, các bạn dặn nha, khúc này tôi không quay. Rồi bây giờ mình sẽ lấy này đây các bạn ha. Rồi wow, bên trong nó là gì nè, thì các bạn nhìn thấy nè, cháu điện vào đi vào đây, các bạn dò nè, dò đi vào đây, đi vào tới đây luôn, tới đây luôn nha. Thì nó sẽ có vào trong đây là hai sợi dây, dây này là dây nguồn dương và dây nguồn âm, hay còn gọi là dây LN đấy ha, dây lửa nè, dây nguội nè, đó là phân biệt rõ ràng ha. Còn cái dây còn lại là cái dây nối với sườn này, là cái dây gì các bạn biết không? Là nối đất đó. Nối đất là tại sao các bạn biết không? Là cái sợi dây này á, người ta sẽ có một cái sợi dây mát trên này nè, cái sợi dây te đó, người ta sẽ nối mát ở trong đây á, trong cái chu điện của những cái sản phẩm mà tiêu chuẩn châu Âu á, người ta có cái nút này nè các bạn, để cắm dây te đó. Ở trong cái ổ điện nhà ta nó có cái này để phòng chống mà chạm điện điện mà nó chạm nó giật mình nhá. Rồi trước tiên các bạn dỡ ra, các bạn dò nguồn nguồn vô. Bạn nào hai bạn mà nãy giờ không có nghe thì xem lại video nha, chứ còn hỏi là coi chừng rồi, coi chừng đó. Ok thầy. Đó, bây giờ nè, đo, mình lấy đồng hồ mình đo nha các bạn. Rồi các bạn dò mạch nè, cái đường này nè đi vào nè, các bạn hãy dò vào. Ở trong đây nó có hai sợi thì các bạn dò đi tới. Và chúng ta cắm cái dây điện đây đây nè ha. Đo nguội, các bạn không có muốn mình bị giật á thì mình đo nguội nha, mình bỏ thang nhân 1 nè, hoặc là chuông kêu nữa ha, chuông kêu. Rồi, chung kia hoặc là đèn sáng. Đó, đèn sáng ha. Như vậy đèn sáng thì bây giờ mình dò nó dễ hơn. Rồi bây giờ nè, giờ mình dò vô trong. Cầm mấy đồng chí, cầm gì nè, đó. Rồi, mình dò vô trong nha. Các bạn tìm thấy nè, ở đây nè, kẹp vô đây một que cái mình đo đây nè. Đo nó không lên nha, không lên. Cái này lên nè, lên nè, lên này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đo sợi dây điện coi nó còn hoạt động hay không, hay nhiều khi nó bị sút nha các bạn ha.
Dạ. Ở đây là đi vào nè, nó qua con điện trở nhiệt nè. Con này là con điện trở nhiệt nha các bạn ha. Đây. Trong đây là có con điện trở nhiệt trong đây nè, mình rút ra nè. Đó, con điện trở nhiệt nè. Điện trở nhiệt là làm nhiệm vụ gì? Khi mà nó qua đây mà nó quá nhiệt độ nên nó sẽ gì? Nó sẽ ngắt nha các bạn. Chú ý con điện trở nhiệt này mình đo là coi nó còn sống hay không nha. Rồi, còn này nha không? Hạ xuống chút xíu, đúng rồi. Đo con điện trở nhiệt còn sống này ha. Rồi về mình đo một que trong đây với con điện trở nhiệt coi nó có vô chưa nè. Vô này ha không? Vô này các bạn ha. Rồi đo vào trong, đo vô nè. Rồi đo đây là chắc chắn là sẽ lên kim này ha. Rồi, mình sẽ xem cái con này, cái chủ yếu của chúng ta đó là cái gì, cái mâm nhiệt này nè. Cái mâm nhiệt này nó phải lên kim, nếu không lên kim thì cái cuộn này nó bị đứt nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đo cái này luôn, coi nó có thông mạch qua hay không. Rồi, nó qua nha các bạn ha. Đo trở lại nè. Rồi, thông nhiệt nha, thông nha. Các bạn thấy không, thông mạch nè, nếu mà để kêu thì nó sẽ kêu nè. Rồi, để chắc ăn nữa hay không á, thì mình sẽ tháo nó ra rồi mình đo. Cái này là quan trọng nha các bạn. Để gì đo, nó còn qua mấy cái mạch điện thì nó sẽ lên kim là cái chuyện bình thường nha. Rồi bây giờ mình tháo nó ra chắc cũng hơn. Rồi như vậy thì các bạn thấy không? Bây giờ á là mình đo nó đã có thông mạch hết trơn rồi. Đi vô đây hết, đã có hết thông mạch rồi. Bây giờ mình sẽ đóng cái này lại nha các bạn. Đóng này lại. Đây là điện trở nhiệt nha. Rồi đóng lại. À, trở lại y cũ. Là cái phần này nó không hư. Nên các bạn đừng có bao giờ mà làm thêm nữa. Mình đi từng phần như vậy chứ không thôi là nó bị ban chồng ban nha các bạn ha. Rồi tiếp tục nha. Rồi mình sẽ tháo cái mạch này ra nha các bạn. Khử nó ra. Mở nó lên. À, ở đây nó có một cái giắc nối nè. À, nó sẽ đưa tín hiệu đi xuống và đưa nguồn đi lên và tín hiệu đi xuống. Thì ở trên này là cái nắp này chúng ta bấm nấu đồ này kia đó. Đó là vi xử lý nó nào. Nó ở trên đây nó có một bộ vi xử lý. Nó nhận được những điều cái lệnh điều khiển ở đây rồi bắt đầu nó đưa xuống những sợi dây này. Thì mình đừng có quan tâm nhiều cái sợi dây này ha. Sửa máy mà đừng có quan tâm nhiều cái sợi dây này. Khi mà nó bệnh nặng lắm rồi mình hả, hãy quan tâm. Giờ mình quan tâm cái nguồn nó có chưa đã. Rồi bây giờ mình rút này ra nha. Rồi các bạn hãy nhìn thấy cái bon của mình nè. À, lật lên lật xuống để các bạn quan sát. À, nó có nguồn vô hay chưa thì mình phải đo 220 ở đây. Xem từ ngoài vô nó có nguồn vô đây chưa. Và các bạn thấy nè, hãy để ý nha. Ở đây nó có một tăng phô, có nghĩa là nó sẽ biến điện ra. À, từ 220 nó sẽ biến điện ra đây DC để nó cấp cho vi xử lý. Rồi nó biến điện DC ra để cấp cho gì? À, mấy con triac này nè. Mấy con triac này nè. À, các bạn nhìn thấy nè, đây có những cái con transistor, nó không phải là transistor mà nó là triac để nó à, để nó làm nóng. À, để nó làm nóng cái này. Cái này nó chạy qua con triac hoặc là nó làm mấy cái bộ phận mà cái bộ phận mà giữ nhiệt đó à, để làm ấm á. Thì đây là có, hỏi các bạn thấy cái bo nó có hai dòng, một dòng á là nó không có con này, nó đóng bằng rele luôn, là rele chỉ nấu ăn chín ngắt tự ngắt thôi. Còn cái con này là nó sẽ dùng con triac để nó điều khiển cái cực gờ đó. Cực gờ của con triac này nè, nó đi điều khiển lúc mạnh lúc yếu để cho cái mẹ nồi của chúng ta nó linh động và nó thông minh hơn. Thì để điều khiển được cực gờ này thì trong cái bo nguồn chúng ta nó xài là nguồn nó lấy xung ra để nó điều khiển cái cực gờ. Mà triac này là đặc biệt là chạy AC. Nên nó điều khiển ra nguồn đó là nguồn ACDS nha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ có những cái bài giảng thích về cái nguồn ACDS, các bạn quay lại xem sao nha. Còn bây giờ mình sẽ kiểm tra này để sửa nhanh để lấy tiền ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái đèn 220 này, ở đây nó có vô chưa. Bây giờ mình đo nha. Mình cắm điện vào. Bật đồng hồ đo 220 250V nha. Rồi cắm điện vào. Giờ mình cắm điện vào nè. Rồi, cắm điện vào ha. Mình đo đây nha các bạn ha. Đo đây. Các bạn lại hỗ trợ mình thôi khỏi đi. Rồi bây giờ nè. Mình sẽ đo 220. Mình lật lên nha các bạn, cẩn thận nha. Nguồn ACDS nó sẽ có 220 nó đi tùm tùm chứ á. À, bây giờ mình sẽ vào đây mình đo nè. Rồi điện 220 vào nè, các bạn thấy không? 220 vào. Thì nó vào đây mà tại sao mà nó không có hiển thị, không có chớp, không có tắt gì hết trơn trời. Thì mình hãy xem là rele nó không nhảy, có nghĩa là nó điện nó chưa vô. Mình đo cái ngõ ra nè các bạn, nhỏ vô nè. 220 nè, thấy không? Đo vô. 220 có rồi. Rồi cái ngõ ra nè các bạn, ngõ ra này nè. Cái biến áp này phải có ngõ ra để nó cung cấp cho vi xử lý. Đó, như vậy thì bây giờ mình đo cái ngõ ra coi có điện điện vào ra chưa? Chưa có nè các bạn thấy không? 10V luôn coi, không có luôn. Có nghĩa là tại sao vô 220 mà tại sao nó ra 12V không có? Như vậy thì các bạn biết tại sao không? À, lý do là điện ở đây nó không có, là nó bị hư của tăng phô rồi. Để hư của tăng phô hay không thì mình phải xác định một lần nữa nha các bạn ha. Rồi mình xác định một lần nữa. Thì các bạn bật than là nhân 1 ký nha, 1 ký. Rồi các bạn đo trên đây. À, đo đây nè.
nó lên kim nha. Và đo bên đây coi nó lên kim không. À, nó lên kim. Như vậy thì cũng không quyết định gì, tại vì nó trong đây nó chạy mạch vòng vòng đây à. Mình phải bật qua thang nhân một cái nhân một ôm coi. À, cũng đo lên ha. Đo lên thì mình cũng không có mình không biết trước được điều gì hết, tại vì nó qua mạch điện mà các bạn. Nhưng mà đo AC thì nó không lên, nhưng mà đo này lên. Thì bây giờ mình tháo cục tăng phô ra đo nó chính xác hơn. Nhiệm vụ của các bạn là tháo cục tăng phô ra. Tại sao? Tại vì mình đo AC đấy không có. Một là cục tăng phô này nó hư, hai là ở ngoài nó chạm. À, nó chạm nó ở đây, những cái mạch điện ở đây là đi ót, nó chạm đi ót cầu nó chạm rồi nó sẽ cắt điện này luôn, nhưng mà không ra bo nào hết. Như vậy thì mình sẽ tháo nó ra, rồi mình sẽ dùng cái mỏ hàn mà hút chì, rồi mình sẽ dùng cái đồ hút chì. Hút chì này có bán ở trên website oled.com.vn các bạn ha, các bạn lên đó mua chỉ có 35.000 thôi, 35-40.000 gì đó không nhớ. Rồi các bạn hút chì vô, hút cái chân nó ra nha các bạn, để đo bên ngoài nó mới chính xác được, còn bên trong đây mình đo không có chính xác được đâu nha. Rồi tôi sẽ tháo cái bồn này ra sau khi hút chì à, đây. Rồi bây giờ mình đo nè, mình bật thang đồng hồ nhân một có nhân một ký các bạn ha, một ký đi. Rồi mình sẽ đo cái ngõ vào, cái ngõ ra nè, nó không có nè, bạn thấy không, không có lên. À, lên rồi. À, lúc này tại sao nó lên? À, lúc này là gì các bạn biết không? Ngõ vô, à, cái này là ngõ vô, nó lên nè không? Rồi ngõ ra nè, ngõ ra có lên không nè? Không lên, không lên kim, đảo lại cũng không lên kim luôn. Như vậy thì một là chúng ta coi trong đây nó có cái cầu chì hay không, mình tháo ra. Nếu không á thì sao? Mình phải thay cục mới. Mà thường thì cái này các bạn biết nè, 250V chạy 50Hz đến 60Hz thì 12V, thì mình cái kiếm cái cục nào giống như vậy là mình đưa vô được rồi nha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ khui đây coi có không. Nhiều khi cái máy Nhật nó có cái cục, nó có ở đây nha. Bây giờ mình sẽ tháo ra, tháo ra để mình xử lý con đó. Nếu không có con đó thì mình sẽ thay con này hoặc là quấn lại nha. Rồi mình sẽ khử ra nha các bạn ha, khử ra kiếm cái con đó. À, đây, bật đèn sáng lên chút xíu. Đó, thì đưa đèn sáng vô để mình từ từ thưởng thức nha các bạn. Đây, nó có một con này ha. Con này là nó rất là hay, tại vì con này có thể là mình giữ zin cho người ta luôn ha. Con này là do nó quá tải nó sẽ nóng đó nha. Đây, nóng, ok. Tháo ra. Con này là con điện trở, à, điện trở nhiệt, nó bảo vệ đó. Giống như là cái này là giống như cái cầu chì các bạn. Nóng quá là nó tự ngắt nha. Và nó ngắt nóng quá là đứt luôn. Rồi các bạn thấy nè, đây, không còn điện trở nhiệt này ha. Ở trong đây, trong nội chúng ta có rất là nhiều điện trở nhiệt nè, tự ngắt nè, nóng quá nó tự ngắt thì bỏ cái này luôn vẫn được nha. Nếu mà trong nội chúng ta mà không có thì chúng ta không nên bỏ. Ok, thay nó. Rồi bây giờ nè, tháo nó ra. Nhiệm vụ của mình là gì? Xoắn nó lại thôi nha. Xoắn lại. Đó. Một động tác rất là đơn giản, sửa máy rất là nhẹ nhàng các bạn ha. Rồi, ok chưa? Rồi sống cái gì? Vậy thì nó còn hay chập chờn. Thôi mình hàng nó luôn được không các bạn? Hàng luôn là quá quá ngon đúng không các bạn? Ha. Rồi, quá ngon luôn. Giờ các hộp giò tôi đang ngồi để giò mạch, để hút chì. Tôi đang sửa cho các em nó thấy, và lên trên mạng coi em nó mới biết được, chứ bây giờ ở đây không chịu coi. Rồi bây giờ mình sẽ hàng lại nha các bạn ha. Ok chưa? Ok. Rồi. Rồi mình sẽ băng keo lại cho nó thật sự gọn gàng nhé. Rồi trước khi mình băng keo lại mình đo thử coi nó lên không nha. Ok. Wow, lên ha. Lên ok chưa? Rồi nhiệm vụ của mình là gì? Đóng lại. Đóng lại. Rồi sẽ hàng lại nha các bạn ha. Ok, hàng nó lại nha các bạn. Hàng lại. Rồi, năm chân mình đã hàng lại hết rồi. Nhớ coi kỹ đừng cho bị chạm nha các bạn. Ok, thế là xong rồi. Nhưng mà cái này á, thầy mò sửa có nghĩa là tại sao mà thầy mò chấm chắc ăn như vậy, tại vì nó quá đơn giản và nó quá nghệ thuật khi mà chúng ta sửa máy. Chứ không phải là mình ngồi phân tích rất là nhiều, nhưng mà tôi sẽ vẽ sơ đồ này lại cho các bạn xem để các bạn hiểu được nó hoạt động như thế nào. Tại sao? Tại vì nó còn hư nhiều phần khác nữa mà mình chưa có biết. Hư chỉ ắt và hư cái cuộn này nữa nè.
mình phải đo cái cuộn này coi nó còn hay không nữa nè. Rồi bắt đầu sao, hư tri ác nè, gờ le không đóng nè, điện thế chưa ra nè, u bố xu hết, hư cục CMOS đó nè, rồi tụ điện chập nè, tùm lum hết trơn. Rồi mình sẽ vẽ lên sơ mạch cho các bạn xem nha, rồi các bạn sẽ được hiểu thấu hơn. Và tốt nhất là các bạn học điện tử căn bản đi. À, tôi sẽ sắp tới tôi sẽ mở một cái khóa điện tử căn bản cho các bạn tới học, để các bạn biết được video của người khác đăng như thế nào, các bạn hiểu được. Xem anh Vũ Kiên nè, thầy Trương Vĩnh nè, Hắc Pro nè, hay là điện tử Bách Khoa nè, rồi anh thợ điện nè, anh thợ quê nè, hay rất là nhiều các bạn, anh Sơn Lai nè, rồi anh gì nữa, anh Xuân Cường TV nè, để các bạn có thể hiểu được họ làm gì, họ nói gì, và thậm chí là coi những video nước ngoài các bạn cũng biết được nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cắm vào. Trước khi mình cắm vào thì mình đừng có cắm này nha các bạn ha. À, nhưng mà tôi chắc ăn thì tôi sẽ cắm luôn nha. À, cắm luôn không sao hết, tại vì mình đã chắc ăn rồi, nghe không? Xài mò là thầy mò sữa mà. Ok, đối với cái máy này mình chưa bao giờ gặp luôn các bạn, nhưng mà những cái máy, những cái cấu trúc nó đi y chang nhau hết, không có khác gì hết trơn á. Giờ bây giờ mình sẽ bật điện lại nha các bạn ha. Rồi mình sẽ cắm điện vào nha các bạn. Ok chưa, nó đã lên SSS rồi các bạn thấy không. Bây giờ mình sẽ lật nó lại nha các bạn. Lật lại, trước khi lật lại mình úp mấy cái này lại đi nha. Rồi, rồi bấm thử cái nút nguồn coi. Ok chưa, quá tuyệt vời. À, bắt đầu nó đang nấu đó các bạn. Và những cái tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc đây nè, các bạn lấy cái điện thoại ra, các bạn soi vô. Các bạn, này nè các bạn nè, các bạn soi vô là các bạn gì nè, có cái mèo nè. Các bạn bấm vào Google dịch nha. Rồi, vậy thì các bạn vào tiếng Nhật nè, hoặc là tiếng Hàn. Rồi, tiếng Hàn nha. Tiếng Hàn Quốc thì các bạn tìm ngôn ngữ Hàn Quốc nè. Hàn Quốc. Rồi, tiếng Hàn nè ha. Rồi, các bạn hãy bấm vào chữ hình nè. Thấy chưa? Hình nè. Rồi, máy ảnh các bạn gà vô thôi. Để các bạn biết được là nó đang nói cái gì. Đó, bây giờ nó đang quét nè. Gạo nếp nè. Đó, nấu nướng nè các bạn thấy không? Nhìn thấy nè. Nè, nhìn thấy không? Đó, bây giờ đâu đây là cái gì đây nè. À, tiếng Nhật nó ra nè, các bạn thấy không? Nấu nướng là lúc này ha, nấu nướng. Rồi, các bạn qua đây. Rồi, ở đây nữa nè. Các bạn thấy nó dịch ra không? Rồi, các bạn dịch ra, các bạn thấy ha. Rồi, bây giờ thôi, để tôi rút điện ra cái đã. Ở trong đây nó chưa có cái nồi, chưa có cái gì hết. À, có cái nồi, nhưng mà nó sẽ nấu hơi khét ngẹt làm sao. Wow, nóng quá. Oh, nóng quá nóng. Wow. Rồi, chỉnh lại mấy cái này nha các bạn ha. Rồi, nóng quá nóng các bạn, quá nóng luôn. À, như vậy thì chúng ta đã sửa một cái nồi với một cái phân tích logic. Các bạn nào có tư duy logic thì các bạn sẽ để giữ được ha. Rồi còn lên trên cái nồi này là có những cái cảm biến như này để giữ nóng, giữ nóng rồi này kia ha. À, giữ ấm đó, rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ được sơ đồ lại cho các bạn xem ở video sau nha, hoặc là cuối video. À, bây giờ các bạn muốn sao nè, các bạn hãy cho mình số 1 hay số 2. Các bạn nào thích vẽ sơ đồ lại cho số 1 nè. Còn các bạn nào mà đã biết rồi thì thôi cho số 3 nhé. Rồi, như vậy thì chúng ta tích tắc thôi, chúng ta có thể sửa được. Nhưng mà tại tôi phân tích cho các bạn thôi, với cái nồi cơm điện mình sửa trong vòng khoảng 5 phút là lấy tiền được các bạn. Thấy không? Ok chứ? Rồi, bây giờ mình sẽ... đưa đệ tử mình tháo ra và vẽ lên sơ đồ mạch với các bạn ha. Rồi, ok. Thầy Tý ơi, à, đây xong rồi nè, nấu nước thử rồi. Nấu nước cái gì bây giờ, nấu đi, nấu thử đi rồi bắt đầu vẽ lại sơ đồ mạch nha. Không vẽ lại sơ đồ mạch cho thầy, tháo ra làm lại, hiểu không? Tháo ra vẽ sơ đồ mạch lại để cho nó rành. Nồi cơm điện nào cũng vậy hết, mình không rành nó làm sao qua được bước khác, đúng không? Rồi bây giờ tháo ra hoặc là nấu đi, cho nấu nước đi ha. Đây cái gì đây, cái đó vậy vậy đó, cái nó hơi đi hơi lên mà. Sao nó kỳ vậy, nó không có gì giữ lại chừng à. Rồi ok, vậy đi nha. Thử nồi, thử đồ đi ha. Thử ấy hết đi rồi bắt đầu vẽ mạch lại nha. Không, chú với chú Trung là nghiên cứu đó. Này bấm sao lại. Phải để đứng yên cho nó dịch. Vậy nè. Cái nồi cơm điện này sửa xong rồi. Mình sửa người quen, mình không có lấy tiền. Nhưng mà một buổi nhậu nha. Ok không? Đưa thầy tới. Được không? Được, để em nghiệm đưa YouTube cho nó coi cũng